Thưa quý vị, với hành vi trốn thuế, Hà Thị Huệ trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra. Quá trình mở rộng điều tra vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty Đại Thuận Cát và công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Lộc từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023, cơ quan công an đã xác định làm rõ Hà Thị Huệ có hành vi trốn thuế trong quá trình kinh doanh buôn bán. Từ đầu năm 2021 cho đến năm 2023, Huệ đã lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là nhôm thỏi tại ga quốc tế Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn để thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng với số tiền trên 8,2 tỷ đồng. Mở rộng điều tra vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vào cuối năm 2022. Vào ngày 22 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố bổ sung tội danh tham ô tài sản đối với bị can Phan Văn Tiến, chuyên viên Phòng Quản lý Đô thị quận Cẩm Lệ và khởi tố bắt tạm giam Hoàng Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Andes về tội tham ô tài sản. Trong quá trình thi công gói thầu duy tu nạo vét các tuyến mương cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2021, Phan Văn Tiến được phân công đại diện chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu các tuyến đường nạo vét. Cuối năm 2021, Tiến biết công ty Andes không thực hiện nhiệm vụ, nhưng khi nhà thầu thi công lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán tiền thi công, thì Tiến vẫn hướng dẫn nhà thầu mang đến cho Hoàng Ngọc Tiến ký xác nhận. Tháng 1 năm 2022, sau khi nhận thanh toán tiền, Hoàng Ngọc Tiến đã rút đưa lại cho Võ Thành Quý, trưởng phòng quản lý đô thị 70% số tiền nhận được, khoảng 137 triệu đồng, và Quý đã tiêu xài hết số tiền này. Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Thị Phượng, trú tại huyện Cù Lao Dung, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 1 năm 2019 đến ngày 19 tháng 6 năm 2021, thông qua việc tổ chức 24 dây hụi, Phượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,3 tỷ đồng và tự ý bán 10 phần hụi của các thành viên cho Võ Thị Kiều và Lê Thị Kim Phượng, chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng để sử dụng vào mục đích trả nợ vay và tiêu xài cá nhân. Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Phượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên án xử phạt Nguyễn Thị Phượng 14 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty cổ phần than Cọc 6 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, đến trưa ngày hôm nay thi thể của nạn nhân còn lại đã được tìm thấy. Nạn nhân mất tích được tìm thấy là anh Hoàng Thọ Hùng, sinh năm 1976, là công nhân vận hành máy xúc thủy lực. Do lượng đất đá bùn đất sạt lở lớn nên sau hơn 2 ngày, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận và tìm thấy thi thể của nạn nhân. Trước đó vào lúc khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12, tại khu vực tầng khai thác ở mức âm 260. Ở mức âm 260m, công ty cổ phần than Cọc 6 đã xảy ra sự cố tụt lở tầng khai thác, đẩy máy xúc đang hoạt động xuống khiến một công nhân tử vong, một công nhân mất tích và 6 người bị thương. Ngay khi xảy ra sự cố, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan và thành phố Cẩm Phả phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, công ty than Cọc 6 triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết sự cố sạt lở. Thưa quý vị, những ngày này nhiều giáo xứ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang chuẩn bị chào đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đã từ lâu thì Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của đồng bào Công giáo mà còn là ngày hội chung của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Và đây cũng là dịp để thắt chặt mối đoàn kết lương giáo, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Về giáo xứ Vạn Thủy, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, trong những ngày này, khắp các tuyến đường đều được trang hoàng rực rỡ, không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa khắp nơi. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón ngày đặc biệt trong năm. Thời gian qua, nhìn chung đồng bào Công giáo nơi đây luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt trong năm 2023, bà con giáo dân xóm 12, giáo xứ Vạn Thủy đã tích cực hăng hái, góp sức người, sức của, đồng loạt ra quân, tháo dỡ các công trình kiên cố, hiến đất để mở rộng đường giao thông, cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Giáo xứ đây có 12 tổ, thì cử ra cứ mỗi tổ mỗi người để nằm trong cái tổ an ninh của giáo xứ.
Bởi vậy thì cái phần an ninh mà để mà cho nó nghiêm khắc hơn thì nó cũng là hơn trước đây, chặt chẽ hơn, cuộc sống càng ngày càng an toàn hơn. Mối đoàn kết lương giáo không chỉ là sợi dây tình cảm gắn kết bền chặt mà còn thể hiện ở sự nỗ lực xây dựng đời sống văn minh, làm cho diện mạo quê hương, giáo xứ, giáo họ ngày càng khang trang, sạch đẹp. Theo đó, bà con giáo dân trong toàn tỉnh đã hiến 7.250 m² đất, tháo dỡ 3.400 m² tường bao, tham gia hơn 7.000 ngày công, đóng góp hơn 6,1 tỷ đồng, xây dựng 28 km đường bê tông nông thôn. Để nhân dân nói chung và đồng bào công giáo nói riêng thuận lợi tổ chức các hoạt động trong dịp lễ đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau lễ. Lực lượng công an xã cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền xây dựng cái kế hoạch triển khai các cái lực lượng để đảm bảo cái an ninh trật tự trong cái mùa lễ Giáng sinh. Đã huy động tất cả các cái lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn để đảm bảo cho bà con nhân dân nói chung và bà con giáo dân có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đời sống của bà con giáo dân ngày càng được cải thiện rất rõ rệt, kinh tế phát triển rất nhanh, chuyện vui buồn thì bà con lương giàu cầu nhau, chuyện vui chuyện buồn đều hưởng ứng rất là tốt. Đến thời điểm hiện tại, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ Giáng sinh trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đến tận cơ sở. Với sự chủ động quyết liệt của lực lượng công an tỉnh Nghệ An, tin tưởng rằng người dân sẽ được đón một mùa Giáng sinh an lành, bình yên. Thưa quý vị, một ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với hình thức bán vé máy bay giá rẻ vừa bị Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội triệt phá. Các đối tượng đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. Đối tượng Nguyễn Đức Tùng cầm đầu đường dây này đã thuê một số đối tượng thông thạo chuyên môn về tin học công nghệ để làm việc với mức lương cao nhất lên tới 100 đến 150 triệu đồng một tháng. Sau đó hướng dẫn nhân viên thực hành hành vi lừa đảo với phương thức thủ đoạn mua hàng nghìn tài khoản Facebook ảo trên mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc. Ngày 19 tháng 12, khi đang thực hiện hành vi, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại hai chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân và Hà Đông. Cơ quan công an cho biết, số tiền chiếm đoạt được, Tùng đã xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn cho quá trình điều tra xác minh. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 6 năm 2023 đến khi bị bắt, đã lừa được nhiều người ở các tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. Hiện lực lượng công an Hà Đông đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với 14 đối tượng. Trong khi đó, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh và An Giang đã liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo trái phép. Nội dung sẽ có trong cụm tin sau. Tại cơ quan công an, Võ Hải Nam và Lâm Hải Âu khai đặt mua số pháo lậu trên của một đối tượng bên Campuchia với số tiền trên 150 triệu đồng, hẹn giao tại khu vực biên giới Tân Châu. Trên đường chở pháo về đến khu vực xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, chuẩn bị giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Còn tại An Giang, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có một đối tượng nghi vận chuyển pháo, công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tiến hành chốt chặn kiểm tra, phát hiện Phạm Hữu Lợi điều khiển xe máy vận chuyển một thùng xốp, bên trong chứa 24 túi ni lông, có khoảng 2.400 viên pháo nổ. Tại cơ quan công an, Lợi khai đang trên đường vận chuyển pháo đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Khám xét tại kho hàng hóa thực phẩm, thịt heo bò xuất nhập khẩu có địa chỉ tại thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Kho hàng này do Hồ Thị Nhiên, 30 tuổi, trú tại huyện Phú Lộc làm chủ. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện tại kho hàng có lưu trữ 1 tấn thực phẩm gồm trứng gà non, giò heo, ba chỉ rút xương, xương cùi bò, bắp trâu, lõi bò có dấu hiệu vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa cung cấp được các giấy tờ có liên quan về kinh doanh loại hàng hóa này. Tại cơ quan công an, chủ kho hàng khai số hàng hóa trên được nhập từ Nga, Ấn Độ, mục đích để bán lẻ cho các khách hàng là quán ăn, nhà hàng, dịch vụ đám cưới trên địa bàn.